Ha ha ha!
Ngon. À, thế là mỗi mỗi ba mình bao nhiêu quả thì nhỉ? 40 làm tí mặt thế. Thực ra người nó không cần to nhỏ đâu mà cứ nặng quả ăn ngon hết. Em cái dây của nó đây. À, trên miệng hả chị? Bốn mươi quả nhỉ chị nhỉ? Cái quả này, bên dưới quả này, bên xanh xanh ấy. Đây ạ, đây ạ. Vâng. Còn nữa không chị? Một quả này. Vâng, vừa để em nhìn xem quả nào xinh nhỉ. Quả này, nhà chị này, quả này đẹp quả này. Vâng. Thế sao? Bán hàng đêm như thế nào? Sợ không? Sợ xe trôi bằng mắt. Được rồi. Sợ xe trôi. Giả tiền đi. Có vâng nào giả hết cũng được. Giả vơ giả vơ. Đút túi anh chỉ có tí ra này thôi. Anh chỉ cần đưa cho em tờ 50.000 là được rồi. Mà nãy ban nãy em đưa. À vâng. Vâng,
này cả nó đây. Đây xong băng lên xe đi, không có sợ nó trôi đi mất. Được rồi. Chị ơi em về trước nhá. Vâng. Oh,